Bây giờ là 12 giờ trưa rồi, nhưng mà tính 5 giờ chiều thì mọi người mới tổ chức tiệc rồi. Bây giờ ở chỗ đây gần nhà Hải Sapa TV thì chỗ đây là quá nhiều xe luôn, không thấy xe máy mà toàn là xe ô tô không à. Nên là chắc bị kẹt xe. Hôm nãy bị kẹt xe đi mãi thì mới tới được đây. Rồi xe nhiều lắm cả nhà ơi. Bây giờ để mình qua mình quay quay cái đám cưới mà ai quên chỗ, cái đám tăng gia cho mọi người xem nhé. Có anh Hướng Hồng trong kia, anh Hướng Hồng đang chơi bia trong kia. Để mình qua mình quay cái rạp sân khấu. Hello anh em nhá, xuống đây từ khi nào đây? Đến qua anh xem cái rạp tí đã, anh qua tí rồi anh quay lại nhá. Đây cái rạp đây. Mấy anh em cũng tập trung đầy đủ hết rồi cả nhà ơi. Mình thì từ vừa trên chỗ Sapa về đây thì bây giờ cũng đến trưa rồi. Giờ mình vô mình xem cái rạp tí rạp rồi đi kiếm gì ăn cho đỡ đói đã. Cái rạp đây thì dựng đây cách đây khoảng mấy ngày rồi. Đẹp ghê nhỉ, giống như kiểu đại hội luôn đấy. Ôi, đẹp quá, hoành tráng quá. Hello anh nha. Hello anh. Rạp ở đây chứa được bao nhiêu khách anh? 1.000 khách à? Anh đang dán chữ đây là để bỏ chỗ nào cái sân khấu à? À, bên hông à? Có hình hai vợ chồng đây, có mấy đứa con đây. 1.000 khách à? Mấy giờ tổ chức anh nhỉ? Tầm 5 giờ đúng không? Em từ đến Sapa mới về đây. Vừa xem sân khấu này. Bàn quay đây chắc ngồi đây thích đồ ăn luôn. Mình quay là mình thích cắp gì mình cắp luôn. Cái sân khấu nhìn hoành tráng quá nhỉ. Ôi, sân khấu hoành tráng nha. Đây là bộ sân khấu lớn này cả nhà, hoành tráng ghê luôn. Đèn nha, cái dàn đèn ghê khủng nha. Giống như kiểu là tổ chức sự kiện gì đấy. Tối nay thì sẽ có ca sĩ Ưng Hoàng Phúc về đây biểu diễn đó cả nhà. Chỗ đây thì người ta đang làm đường bên đây này nên nó hơi bị xấu một tí nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Đây, tối thì bắt đầu mới lung linh lên này. Đèn đã chưa? Bên kia chắc là mấy anh em nhân viên đó, người ta đang làm việc từ sáng giờ đó. Nên là giờ người ta ăn cơm nhé. Đấy, bây giờ mình cũng chắc đi kiếm chỗ nào đó để mình ăn cơm đã. Rồi đến chiều thì mình đến đây quay ghi hình chia sẻ đến mọi người nhé. Thời tiết ở đây tuy nóng nhưng mà rất là thấy cũng thấy dễ chịu luôn rồi nha. Hello em nhé. Chào anh nhé, đi qua đây chơi tí đã. Cái đoạn đường đây anh em người ta đang làm đường, kẹt xe. Anh em đang ngồi cà phê bên kia, qua đây chơi giao lưu tí đã. Hello. Hello Tùng nha. Thầy Mít Đồng TV hôm nay mà thấy ngoài đời ấy. Có phải Tùng không? Đúng Tùng không? Anh ngồi đây, anh ngồi luôn đây đi. Ok, ngồi đây luôn hả? Đây, bây giờ mình đi vào trong cái biệt thự Lục Lăng nữa nhá. Người ta tặng hoa nhiều nhá. Không biết Lucio đi đâu rồi không biết. Bây giờ thì mới buổi trưa thôi nhưng mà xe cộ ở khu vực đây thì người ta để rất là nhiều luôn, người ta đến rất là đông luôn cả nhà. Đi toàn bộ là ô tô hết nhá, không có một xe máy nào hết. Bây giờ chắc chiều nay thì có thể chỗ này bị kẹt xe đấy. Bây giờ mình đi sẽ đi theo chỗ Lucio đi tìm một cái khách sạn nữa, rồi ở đó chơi rồi ăn uống nghỉ ngơi rồi chờ đến chiều khoảng cỡ 5 giờ chiều thì bắt đầu tổ chức tiệc, thì anh em mình sẽ quay trở lại đây nhé. Mọi người đến đông đủ rồi, có những anh em thì chào vlog cũng đã đến đây.
giờ chỗ đó là người ta đang làm rạp đấy, những cái nhà bây giờ mình đi lên sáng lên này đó. Oh, hello anh nhá. Hello anh ở khách sạn nào đây? À, em bỏ đi kia. Anh ra lâu chưa? Hello anh nhá. Ừ? Anh em nó ngủ đi kia. Thành phố là rộng lớn ghê luôn. Đi mình đi bộ lên đây nãy giờ đi cũng đoạn xa rồi. Thì hôm nay là một đại hội YouTuber nên là gặp được rất nhiều anh em luôn. Bây giờ lên khách sạn chỗ Du Siêu đã rồi. Anh em đi ăn uống gì rồi đến chiều thì mình quay trở lại chỗ Hạ nhé. Đấy, bỏ lại khách sạn mấy anh. Để tới rồi đây. Có Lào Cai đẹp quá. Đây rồi. Hello. Hôm nay cũng nên đi chỗ này đấy à? Có chứ. À, thêm nhật bông chứ? Bây giờ lên lấy nè. Ok. Thì xin chào tất cả các khán giả trên kênh Giả Làng Tây Nguyên nhá. Hôm nay lại mấy hôm trước thì là hôm qua thì là gặp ở trên Sapa, hôm nay chúng ta lại có duyên gặp nhau. Ok, anh em mình rất là có duyên luôn. Hai bạn trẻ này ở Hải Phòng, à quên Quảng Ninh ra đấy à. Mình ở phòng trên lầu số mấy? Số 5. À chắc anh có lên lầu số 5 luôn đấy. Chắc là từ mấy ngày hôm nay thì từ tầng 1 đến tầng 4 là hết rồi. Full là mình lên tầng 5. Lên tầng 5 cho view nó đẹp. Ừ. Lúc xưa nước ở trên đó luôn hả? Chú Siêu thấy lên trên này. Chắc tầng 5 đấy. Chờ nó mở cửa ra được vô. Cái sạn này đẹp thế đấy. Ừ, đẹp đấy. Rồi vào thôi bạn ơi. Hello, anh em tới lâu chưa? Phòng của em đây. Đây. Đúng, em đang ôi ơi, vui quá. Trời mấy người ta đến lâu rồi, mấy người ta đến, người ta ở chơi đâu là Phú Lê với lại... À, mấy anh em tới rồi. Hồng tới hết rồi, dạ. Người ta đang đến đi ra với lại có người đi ăn trưa. Nhưng mà tí anh em còn phải đi đặt hoa này kia chứ hả? Ừ, tí nữa đi mua hoa. Anh có mang theo con chuối ra để tặng Hải mà để trong lòng á. À, dạ, thế thì tốt quá rồi, em thì chưa có, em phải đi mua hoa này kia. Anh thì có mang ra con dúi rồi. Dạ. Chân anh hôi quá. Dạ. Anh tắm rửa mặc mẹ mặc đồ đi đẹp đẽ ra đi nha. Dạ. Này em hỏi mặc khẩu wifi chưa? Em lấy rồi. Số máy. Em quên mất. Chuyến này ra Sapa thì mình đem quà tặng nhà mới Hải một con dúi cả nhà. Dúi trong Tây Nguyên đi bắt được ấy. Dạ là tặng gì? Em cho tí em mua hoa cho anh ạ. À, mua hoa hả? Dạ. Chứ giờ tin chờ điều kê qua thì sợ đi ngoài đường nó bể đó kia cũng khó. Anh thấy bác con dúi trong rừng bác đi dạ. Mấy bữa rồi. Ok. Nên là mình đưa tặng quà con dúi thôi. Có cái trăng nhỏ thế. Hơi nhỏ. Trăng này lóc hơi nhỏ đấy. Đâu phải cái đây. Đây nè. Cái đó chỉ là cái thông bầu thôi. Trong này tối là đắp trăng này nha. Ờ đúng rồi. Nhưng sao người ta làm trăng nhỏ thế nhờ. Cả nhà có biết là cái này sao mà trăng này nhỏ thế nhỉ, sao mà đắp được nhỉ? Được. Như thế em nghĩ là cái này để dùng để làm gì? Cái này thì người ta lấy thương hiệu này. À, nhà nghỉ mà anh người ta theo đấy. Người ta ghi tên ở trong đây đúng không? Tên rồi. Còn trăng thì đắp cũng không được đúng không? Trăng thì gối cũng không được. Cái này làm gì ta? Bên này cũng có cái này, dường là có một cái này, hay nhỉ? Rồi thì bây giờ mình thay đồ tắm rửa đây cả nhà. Dạ, thay đồ tắm rửa đi Gia Lang rồi. Đi kiếm gì đó ăn rồi. Chiều thì anh em mình sẽ ghé qua đó nhé.